Sanghang Saranangga Chami Tati Yambi Bhutthang Saranangga Chami Tati Yambi Thammang Saranangga Chami Tati Yambi Sanghang Saranangga Chami Iti Diso Bhagavā Arahaṃ Sammā Sambuddho Vijjajarana Sambanno Sugato Lokavido Anuvataro Burisa Dhamma Sarathi Sathane Vamanusānaṃ Buddho Bhagavati Nāthi Me Saranaṃ Anyaṃ Buddho Me Saranaṃ Varaṃ Etena Sācha Vācche Namo tu me jaya mangalam uttamange na vande ham bada pansong varu uttamam buthe yo khale do do so butho khamatutam mamam swakha do bhagavata thammo sandhi ko akali ko ehi basi ko opanani ko pachatam ve Đi tác bố vinh yô hi thi nà thi mê sa ra nàng an nhằm tham mô mê sa ra nàng quả răng. Ê tê nà sa cha vá chê nà hô tu mê cha nhà mang gà lăng ô ta mang ghê nà văn đê hăng tham an cha đu vi tham quả răng. Tham mê yô khá lê tô đô sô tham mô khám mạ tu tăng măng. Sopatibhanno bhagavato savaka sangho Ujjopatibhanno bhagavato savaka sangho Nyayapatibhanno bhagavato savaka sangho Sammecchapatibhanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani Artha purisa mokkhalam Esa bhagavato savaka sangho ahunayo bahunayo dakhinayo anjalikaraniyo anuvataram vanyakhetam lokasadinathi me saranam anyam sangho me saranam varam etena sacha vachena hotu me jaya mangalam Na vande ham sanghan chanu vitha tamam sanghe yo khali to do so sangho khamatu tamam vandami chetiyam sapam sapathane supatirthitam sariyarikathatu mahabodhim vodharupam sakalam sadam Sambuddhe athave sancha dvada sancha sahasake pancha sata sahasani namami sirasa aham te sangham mancha sangham chadarena namami ham namakkaranu pave nahantva sape upatave Aneka antaraya pivina santva se sato sambuddhe pancha panya sancha chatu visati sahasake dasa sata sahasani namami sirasa aham te sangham mancha sangham chadarena namami ham namakkaranu pave nahantva sape upatave Aneka antaraya pivina santva se sato sambuddhe navottara sate atha jatali sa sahasake visati sata sahasani namami sirasa aham te sangham mancha sangham jadarena namami ham namakkaranu pave nahantva sa Pe upapnave aneka antaraya pivina santva se sato. Sape purakimaya nisaya sata avera sukhe hantu sape purakimaya anu nisaya sata avera.
we ra so ki han tu sa pe da ki na ya di sa ya sa ta a we ra so ki han tu sa pe da ki na ya anu di sa ya sa ta a we ra so ki han tu sa pe ba chi ma ya di sa ya sa ta a we ra so ki han tu sa pe ba chi ma ya anu di sa ya sa ta a we ra so khi hàng tu sát bề uất ra ya di sa ya sát ta awe ra so khi hàng tu sát bề uất ra ya anu di sa ya sát ta awe ra so khi hàng tu sát bề upari ma ya di sa ya sát ta awe ra so khi hàng tu sát bề he di ma ya di sa ya sát ta awe ra so khi hàng tu sát bề sát ta awe ra so khi ta hàn tu ni tu kha hàn tu áp ya pa cha hàn tu ani kha hàn tu di kha yu ka hàn tu a ro ka hàn tu sam ba ti hi sa me chan tu so khi a ta nam ba ri ha ran tu lo kha pa ta cha ni tu kha pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hàn tu sa sa thú sa thú. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng tiếp bài học cho chúng con ạ. Dạ, xin kính mời sư ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Điệp tắt mic ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Rồi, xin chào. Nam mô Phật Thầy giá, Nam mô Tham Mạng giá, Nam mô Sư Thầy giá. Xin chào ạ. Bây giờ hôm nay chúng ta sẽ học phần cuối của quyển 1, phần trả lời câu hỏi và đọc đoạn văn. Chúng ta kết thúc phần quyển 1. Rồi thời gian còn lại thì có thể là chúng ta ôn lại một bản kia. Cái mệt với cái gối trống á, gối đó của tôi. Đứng đặt mic đi bên đặt mic ha. Cái mạng nó hơi yếu, sao chia sẻ rất là chậm. Rồi, đây là phần trả lời câu hỏi của bài số 16. Có 4 câu hỏi. Nhất thì gạch dưới các động từ điều kiện cách
đã được sử dụng trong đoạn văn. Vậy thì để gặp được cái điều kiện cách ở trong câu số 1 này thì chúng ta phải đọc đoạn văn thì mới được. Phải đọc đoạn văn thì mới trả lời được câu số 1. Và câu số 2. Câu số 2 thì chọn một động từ có hình thức tương tự như bái chết tí và tập chia ở dạng điều kiện cách. Câu thứ 2 này là cái tập chia, bản tập chia động từ. Tí nữa phần cuối giờ chúng ta sẽ tập chia bản động từ này. Câu số 3, gạch dưới các liên từ phụ thuộc đã được sử dụng trong đoạn văn. Liên từ phụ thuộc, xem các liên từ phụ thuộc là gì. Đây liên từ phụ thuộc, có một số liên từ phụ thuộc: Athakho, Apichá, Iti, Iwa, Kinyapi, Kira, Chê, Sê-chê, Yathá, Yathariwa, Yathapana, Yadi. Sư cô hãy nghe sư. Hãy nghe bài sư. Các nghe nói chuyện không? Dạ có ạ, con có nghe rõ ạ. Bật mic lên lớn lên đi, bật lớn lên tí để các nghe được. Rồi câu số 4. Câu số 4 thì hãy sử dụng các liên từ. Các liên từ hả? Các liên từ phụ thuộc như áp phát, tách chê chê kia ra y tế để viết thành câu. Phần này phần tập viết, phần này viết vị trí viết, tập viết cái phần này. Bây giờ mình sẽ đọc hai câu, đọc đoạn văn để trả lời hai câu hỏi. Câu một là phần tìm động từ điều kiện cách, thứ hai là phần tìm các động từ gạch chỉ các liên từ phụ thuộc. Ta sẽ đọc đoạn văn để tìm hai cái phần đó. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Ma tắt mic đi ạ. Rồi, đây là phần đoạn văn. Đoạn văn của bài tập bài học số 16. Có chất tốt thu điều quá đu tô. Dạ, xem đọc đoạn văn rồi tìm liên tử phụ thuộc. Một là liên tử phụ thuộc, hai là động từ ở điều kiện cách ha. Chatu thang raja kumaro saratina padang yanang yucha petwa puming dasanaya ujana puming agami katakho so ati santeng cha akara wan tang indriye susa sang butang cha Samanang Adasa So Sarathin Puchitwa Samanang Gune Nyatwa Ativiya Pasidi So Seche Ayang
mana nang gunenya to atemia pasedi so napa punisa ewang akarang napawis napawisa ti paichayi so tang khanampi seche ahang papachiyami ewa mewa mok mokhamakang pariye siyami ti paichayi. Rồi đó là phần động văn. Bây giờ chúng ta sẽ tìm coi ở đâu là động từ điều kiện cách và liên từ phụ thuộc. Mặc sư đó là từ áp phá quý sách tỷ trí là thứ nhất. Cái thứ hai là ba phú ní xá. Ba phú ní xá. Dạ bạch sư chỉ có ba phú ní xá thôi thưa sư. Ba phú ní xá. Ba phú ní xá là một nè. Yeah. Apovisa là cũng đó nè. Sư áo quá vi xá nè sư. Apovisa đó. Apovisa cũng là điều kiện cách. Vậy là mình có được hai động từ điều kiện cách. Dạ. Rồi giờ tìm liên từ phụ thuộc coi. Lạc động tiêu. Dạ, bạch sư là áp tắc khô với lại sát chê. Hai cái từ sát chê phía trên với lại phía dưới. Đúng rồi, áp tắc khô với lại sát chê là động từ điều kiện cách. Dạ, liên từ. Đó là liên từ phụ thuộc. Dạ, liên từ phụ thuộc. Để nó bị làm sao tìm cái trang đó không thấy. Làm ở đây mình có Athakho, Athak và Sakche là liên từ phụ thuộc ha, hai chữ này. Rồi hai động từ Apunisa, Apuvisa là động từ ở điều kiện cách. Rồi giờ đọc động văn tí ha, động văn tí sẽ đọc lại bằng nữa hay mày lớp đọc động văn tí. Chatutho deva duto Chattuthang Rajakumaro Sarathina Phatang Yanang Yoja Petua Phuming Dasana Yauyana Phuming Agami Athakoso Atisantancha Akarawan Tang Indiye Sususang Utancha Samanang Adasa So Sarathin Puchitua Samananang Gune Nyatua Atibiya Pasidi So sẽ chê a hằng a yang samano mục khát hàm măng na pa ku ni sa e wang a ka rang na a po vi sa ti pa cha yi so tang khanam pi sẽ chê a hằng pa pa chê ya mi e wa me wa mục ga mắc găng pa ri ye sa ya mi ti pa cha yi. Rồi bây giờ mày lớp đọc đoạn văn. Rồi lớp giơ tay lên để đọc đoạn văn. Các Khánh có lên lớp học không bữa nay à? Dạ thưa sư, Khánh bận việc về trễ một chút sư. Nhưng mà cô Phước Duyên mời cho Phật tử đọc đoạn văn giùm sư. Dạ. Dạ xin mời cô Tu Nữ Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Cha tước thô đê quá đu tô Cha tước thăng ra chá cú ma rô Sa rá thi na Phát đăng gia năng Vô cha bê tòa phùng mình Đá xá na giá Ý già ná phùng Agami Agami Athakho so Atisang tành chá Akara quan tăng In rí dê xú
Sút sang quất bánh chá sa ma nàng a đa xà. À, được rồi, nhìn đó đi. Nhìn đó, được rồi, mời người thứ hai. Dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. So sarathin buchitwa samananang gune nyatwa ativiya pasidi so sacce ayang samano mokha thamang napapunisa ewangcha imang akarang na afawisatiti pachaji so tang kanampi sacce ahang papa jejami awe ewa mewa mokha magang pariye pariye seya miti pajaji. Dạ, xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Chắc tú thô Devaduto Chattuthang Rajakumaro Sarathina Phát Đăng Gia Năng Yocha Pentoa Phú Minh Đát Xá Na Giá Quý Gia Na Phú Minh Agami Atha Khô So Ati Sang Tanh Chá Akara Văn Tăng In Kri Giê Xú Sú Sang Vũ Tên Chá Sá Má Năng Áp Đá Sa. Thưa sư xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Sô Sá Rá Thiên Ú Chí Tòa Sá Má Na Năng Vũ Nề Nhạc Tòa A Tí Vì Giá Pasidi so sacce ayang samano mokha thamang na pamunisa awanja imang akarang na apa wisatidi pachiya yi shotang khanangpi sak ahang sắc chê a hằng papa ye ya mi a wa ne wa mokha mangga manggang mokha manggang pariye pariye se ya mi ti pachat yi. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. Chattutho Deva Duto Chattuthang Rajakumaro Sarathina Badang Sanang Yocha Petoa Bumin Asanaya Ujjana Bumin Agami Athako So Atisantancha Akara Văn Tăng Ingri Giê Xu Xu Sân Vũ Trân Chá Samanang Ác Đá Sa. Dạ, thưa sư con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc. So Sarathin Kuchito Samanang Dune Dato Ativiya Sivi so sakyai ayam sama no moka dama da kabunisa eva akaran da akabisa pi pachadi so tang kanamki kanamki sakyai ahang Papa Jayami, Evamewa, Mokka Magnang, Pariye Seyamiti, Pachayi,
Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Tham Ý Cá Liễu ạ. À, thưa sư, con xin đọc ạ. Chất tu thô đề qua tu tô. Chất tu thẳng là chất tu mà tô. Ta ta tị là phát đẳng là lăng. Tô cha về tòa phụ mình. Ta sắc là giác. Vi giả ta phụ mình. A gà mi a tha hồ tô. A tị tàn thành cha. A gà ra hoành tăng. In dị dễ sụ. Tu sẵn phụ thành cha. Ta ma lăng. A đã ta ta. Dạ con sư xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Sau sa ra thiên bút chi toa ta má na năng dưới nê nhà toa a ti dí giá ta si dí thô ta chê a răm ta má nô bốc khá thăm măng nã ta cú nít ta ê ngâm a ca răng nã a phá dít sa tí tách ca dí thô tăng ta má khá năm tí ta chê a hăng bắt tả chay ra mí ê quả mê quả bốc khả mắc văn ta dí dê xây ra mí tí tách cha dí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ thưa sư, đã hết rồi ạ. Rồi, như vậy là mình kết thúc phần bài học của quyển 1. Giờ ôn lại cái bạn kia nãy đây để nói chuyện. Bạn kia nãy có điều kiện cắt hơn. Dạ, không biết sư có mở bạn kia chưa. Trên ôn lại cái bản kia của điều kiện cắt. Rồi, đây là bản kia của điều kiện cắt. Lớp có nhìn thấy không? Dạ, chưa có thấy rồi sư. Chưa thấy hả? Đây là bản kia điều kiện cắt. Đọc trước lại cái ha. Rồi người thứ nhất A Hằng Bách Chí Săn A Bách Chí Săn số nhiều mới văn Bách Chí Săn A Bách Chí Săn A. Người thứ hai số ít Bách Chí C A Bách Chí C số nhiều tổng hợp Bách Chí Săn A Bách Chí Săn A. Người thứ ba sẽ phải chi xa, phải chi xa, phải chi xa, phải chi xa. Số nhiều tê phải chi xăng xuống, phải chi xăng xuống. Phải chi xăng xuống. Mình có thể chọn một động từ nào khác ngoài động từ phải chi tí cũng được. À, để chia cho cái điều kiện cắt này. Nhưng mà nếu mà động từ tận cùng bằng phụ âm, bằng nguyên âm á. Nguyên âm thì mình không có xài cái chữ á ở phía trước, chỉ xài cái dạng thông thường thôi. À. Rồi ngoài lớp giơ tay lên để chia tập chia lại cái bản chia này cái đi. Rồi chúng ta kết thúc phần bài học. Dạ xin mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. À. Thank you.
Bạch sư con xin đọc cái kia động từ cha giá tí là dạ dạ xin ạ. Ngôi thứ nhất số ít. Á hằng cha dít xăng. Á cha dít xăng. Số nhiều má văn. Cha dít xăm hà. Á cha dít xăm hà. Ngôi thứ hai số ít. Toàn cha dít. Cha dít xê. Á cha dít xê. Số nhiều tôm hề. Cha dít xá thá. Á cha dít xá thá. Ngôi thứ ba số ít. Sô cha dít xá. Á cha dít xá. Dít cha dít xa. Á cha dít xa. Số nhiều tê cha dít xăng hô sú. Cha á cha dít xăng sú. Con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư con xin chia cái động từ rất chất tí sư đi đến. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít. Á hằng gách chí sân. À gách chí sân. Số nhiều má văn. Gách chí sân ha. À gách chí sân ha. Ngôi thứ hai số ít. Toàn gách chí xê. À gách chí xê. Số nhiều tùm hê. Gách chí xá tha. Gách chí xá tha. À gách chí xá tha. Ngôi thứ ba số ít. Sô gách chí xa. À gách chí xa. Gách chí xa. À gách chí xá. Số nhiều tê gách chí xăng số. À gách chí xăng số. Dạ bà sư xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ bà sư con xin chia động từ ná giá tí là dẫn đi ạ. Ngôi á hằng nát dít sân. Á nát dít sân. Số nhiều má văn. Ná dít sam hà. Á nát dít sam hà. Ngôi thứ hai số ít. Tăng ná dít xê. Á nát dít xê. Số nhiều tâm hê. Ná dít xá thá. Á nít giá xá thá. Ngôi thứ ba số ít. Sô ná dít xá. Á ná dít xá. Ná dít xa. Á ná dít xa. Số nhiều tê. Ná dít xăm xú. Á ná dít xăm xú. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư con xin chia động từ ní si đá tí là ngồi đúng không sư? Dạ thưa chị. Ngôi thứ nhất số ít. Ní si đít tăng. Á ní si đít tăng. Số nhiều má văn. Ní si ní si đít sân hà. Á ní si ní 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 si đít sân hà. Ngôi thứ hai số ít. Toàn ní si đít xê. Á ní si. Á ní si xê. Số nhiều tâm hê. Ní si
Sittatha Anisi Anisi Dissatha. Câu thứ ba số ít. So Nisi Sissa Anis Anisi Sissa. Rồi Nisi Sissa Anisi Sissa. Số nhiều T Nisi Sissang Su Anisi Sissang Su. Thưa sư cũng xin hết. Cái cuối là đi gặp xí không? Dạ. 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 Xin mời Phật tử Lan Lê ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Hasati là cười. Câu thứ nhất số ít. Ba hằng. Hasisang. Hasisang. Số nhiều má dân. Dạ, xin mời Phật tử Trần Văn Điền ạ. Dạ thưa sư, con trồng cái động từ quá lá tí được không sư? Quá lá tí là nói được không sư? À, được. Dạ con xin chia động từ quá lá tí ở điều kiện cách. Câu thứ nhất số ít. A hăng quá đi sang. A quá đi sang số nhiều mới dăng. Quá đi sam ha. A quá đi sam ha. Ngôi thứ hai số ít. Toàn quá đi xê. A quá đi xê số nhiều tôm hê. Quá đi sát thá. A quá đi sát thá. Ngôi số ba số ít. Số quá đi xá. A quá đi xá. Quá đi xa. A quá đi xa. Ngôi số nhiều t có đi sang số áo có đi sang số. Dạ con xin hết nha. Dạ xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ phát sát tí điều kiện cách. Ngôi thứ nhất số ít. A hàng phát chích sang. A phát chích sang số nhiều máy dân phát chích xăm ha. Apasisamha. Ngôi thứ hai số ít. Toàn Pachise. Apachise số nhiều tâm hề. Pachisatha. Apachisatha. Ngôi thứ ba số ít. So Pachisa. Apachisa. Pachisa. Apachisa số nhiều T. Pachisam số Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ xin hỏi cô Phạm Tịnh Thảo đã đọc chưa ạ? À? Chưa cô ơi. Dạ con xin lỗi ạ, mời cô Phạm Tịnh Thảo ạ. À. Dạ thưa sư, con xin chia động từ quy cha ra tí là đi tạo ạ. À, cho điều kiện khách. Ngôi thứ nhất số ít. Á hâm quy cha giá. A vi cha rít sam. A vi cha rít sam. Số nhiều má lâm. Vi cha rít sam ha. A vi cha rít sam ha. Ngôi thứ hai số ít. Tăng. Vi cha rít xê. A vi cha rít xê. Số nhiều tum hê. Vi cha rít xá thá. A vi cha rít xá thá. Ngôi thứ ba số ít. So vi cha dít xá. A vi cha dít xá. Vi cha dít xá. A vi cha dít xá. Số nhiều t. Vi cha dít xăm số. A vi cha dít xăm số. Giờ thứ tư con xin hết ạ.
Dạ xin mời Phật tử Tham Biết Cá Liễu ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ Icchati là muốn, được không sư? Chia động từ đó thì mình bỏ cái cách mà có chữ khác ở đầu hết, hiểu không? Là bỏ cái chữ S ở đầu à sư? Bỏ là, chữ S ở đầu, tức là mình chỉ lấy được một cách thôi. Dạ. Ừ. Mình chỉ lấy được một cách thôi. Ví dụ như là A Hăng, mình chỉ được là X Chi Sang số nhiều mới dân X Chi Sam Ha thôi. Còn chữ A này mình bỏ nó đi. À, dạ. À. Dạ. Dạ con hiểu ạ. Là con thưa sư, con xin đọc ạ. Ngôi thứ nhất, Á Hằng, ích chí sằng, á ích chí sằng, có nhiều má răng. Dạ. Không đọc chữ án, thằng chữ án nó bỏ. Bỏ chữ á sư. Ừ, lấy một cách thôi. Lấy một cách, dạ. Con xin đọc lại. Ngôi thứ nhất, số ít, A Hằng. X Chí Sằng. A X Chí Sằng. Bỏ chữ A, không có chữ cách này. Má răng. Xin nói với chú bỏ câu thứ hai, đừng đọc câu thứ hai, đừng có đọc câu á ở lòng. À dạ, nên là không đọc cái dòng thứ hai nữa. Đọc cái hàng trên thôi chú, không có đọc hàng dưới. Dạ, vâng. Con xin được tắt. Số nhiều, má răng. X Tâm Hà. Ngôi thứ hai, số ít, toàn, ích hê, số nhiều, tung hê, ích, tá thá. Ngôi thứ ba, số ít, sô, ích thá, á ích thá, số nhiều, tê, ích, tăng thú. Dạ, con xin hết ạ. Dạ đã hết rồi ạ thưa sư. Bài học số 16. Dạ không có nghe được sư ơi. Sư quên mở mic. Trời ơi tắt mic. Alo, 1, 2, 4. Dạ nghe rồi sư ạ. Tắt mic mà sao nữa? Không sao tự động nó tắt mic thì sao? Nó tưởng sư tắt có việc bận. Bây giờ mình học xong quyển, coi như là mình đã xong quyển 1. Tí nữa rồi còn thời gian mình sẽ ôn phần một ít bản kia thôi.
Bây giờ mình sẽ học thêm cái lớp mới, hỏi lớp có học tiếp viễn 2 hay không. Đây là học có quyển 1 thôi là nghỉ. Dạ học quyển 2 đi sư. Dạ học quyển 2 sư. Dạ học quyển 2. Dạ sư cho tụi con học quyển 2 luôn đi sư. Dạ quyển 2 sư. Quyển thứ 2 luôn hả? Nhưng mà như thế này tại thấy lớp còn nhớ được từ vựng ít quá. Học quyển 2 thì rất là khó. Cho nên bây giờ mình học một buổi quyển 1, một buổi quyển 2 được không? Dạ bạch sư được. Dạ thưa sư được à sư. Dạ thưa sư. Vừa ôn lại quyển 1, vừa học quyển 2, vừa học thêm quyển 2. Dạ. Thưa sư, có cách nào học từ ngữ cho nó dễ thuộc mà nó nhớ không sư? Sao cũng học cũng khó nhớ quá. Vậy sư cho tụng kinh, học tụng kinh đi sư, rồi vừa học từ vựng rồi vừa tụng kinh rồi từ từ mình nhớ cái từ. Dạ dạ chắc phương pháp nó dễ nhớ hơn á thưa sư, tụi con học dữ lắm mà xong cũng quên luôn. Tụng kinh quan hỷ lắm sư. Có phước. Đọc kinh á hả? Dạ. Tụng kinh giống như là vô ngã tướng hoặc là thỉnh chư thiên hoặc là lễ bái tam bảo á sư, rồi mình học từ vựng rồi mình cái từ đó con nghĩ mình tụng riết cái mình nhớ mà mình có phước mà quan hỷ nữa. Vì học cách đó sao học được ta? À, sư học theo giống như sư Phúc Thịnh dạy đó sư. Dạy học kinh, tụng kinh đó sư. Tụng kinh. Như học vậy thì mình có thời gian học văn phạm. Dạ, thưa sư giải thích 12 đi, còn con học văn phạm chứ con rồi sao này tính, chứ còn học lại dở là con không văn phạm mà chưa hiểu hết rồi khó sư rồi. Nếu mà dạy kinh tụng là phải có bản viết ở trên rồi sư mới biết được. Chứ mà dạy không thì cũng khó. Phải có cái bản viết giống như là sư cả vậy, sư mới biết rồi tách chữ ra đọc mới được. Chứ giờ nếu mà tụng mà không có bản viết trên bản cũng khó. Vậy thôi sư dạy theo theo hồi nãy sư nói đi, tức là vừa dạy quyển 2 mà vừa ôn lại bài 1 quyển 1. Vậy mình học quyển 1 buổi, quyển 2 buổi á. Dạ. Vậy lâu lâu sư cho tụi con một đoạn kinh mà sư thấy xét thấy được á để cho cả lớp hoan hỷ à. Để con coi cái đó cho đọc kinh cũng được. Cho tập đọc kinh cho quen cũng tốt, cái đó cũng hay. Nhưng mà cái đó dịch thật là thì hơi khó. Dạ chắc xin sư giải tiếp cho hết văn phạm đi sư, chứ còn văn phạm chưa hết mà học qua cái đoạn kinh dịch này con thấy nó cũng không có đầu có đuôi ấy, cũng khó hiểu. Văn phạm thì mình chuyển hai nữa thì chưa có kinh để gửi đâu. Chưa có kinh để gửi đâu. Chưa gửi chùa Giác Ngộ. Thì học cái này thấy cái kinh phí học. Chùa Giác Ngộ hết hả? Quá vậy, cho vừa nhắc ngộ dữ vậy. Chắc gửi cho Hòa Minh nó biết rồi chứ vậy. Dạ, xin lỗi quý vị đang bàn việc học ở đây, không nói việc khác vào. Nếu có việc riêng xin tắt mic ạ. Cho hết phần văn phạm đi sao, được khi nào văn phạm một câu cũng thấy cái mà vững vững rồi mới không học qua.
chứ còn học những đứa chập nó loạn soạn là không có không thấy cũng khó thiệt. Vậy là xin cho ông quyển 1 và học thêm quyển 2 xin. Cái này không phải ôn mà học là học lại hết luôn á. Dạ, học lại hết á xin. Dạ. Học lại hết để ai có học mới, có người mới vô học nữa thì học luôn. Dạ, gì cũng tốt sư, cũng quan hỷ sư. Ôn lại cũng tốt. Dạ, coi như mình học lại một bằng nữa để cho nhớ. Xin cho con ý kiến đi sư. Con thấy có cũng một nữa, một số bài tập đạp có xin này một con đạp thôi, nhưng mà ví dụ như về phân tích ngữ pháp hay là những cái cũng không hiểu hết được, có thể là sư mở rộng sư giảng cho bọn con thêm cái quyển một mà cái phần những cái bài tập đạp á, ví dụ như bọn con đối chiếu với cái phần dịch Việt bên đây thì cũng được nhưng mà cái gì có đoạn nó không hiểu hết ngữ pháp được thì bọn đạp nó không thấy cũng buồn, nên là có thể là sư phân tích thêm cho bọn con để cho nó nắm vững cái ngữ pháp trong những cái bài tập đạp vào trong cái quyển một á. Nếu mà câu lại thì sư giúp bọn con với. Thì đến khi học cái chỗ nào mà mình cần đó thì mình nói lên, người ta sẽ giải thích cho mình. Dạ. Em ru người ta đâu biết đâu, mình phải nói người ta mới biết, người ta mới giải thích cho. Còn cứ ngồi em ru đó người ta đâu biết, đâu biết mình cần hiểu cái gì. Người ta cứ sửa xong rồi mình nghĩ thôi, mình cần cái nào mình phải nói. Dạ. Nói người ta sẽ giải thích cho mình. Dạ thưa sư, con nếu mà bắt đầu học quyển 1 là với sư cho con được phép thâu cái những cái động văn mà sư đọc để con dễ tập lại thôi. Dạ, nếu mà sư cho phép con thì sư vô cái participant đó là vô an trần nó có chữ mood với chữ more đó, sư bấm chữ more xong rồi nó có cái allow to record, sư click vô đó thì con có thể thâu được. Như cái thứ hai là nếu mà con xin mà con phụ sư giống như những cái người nào mà tắt mic đó, con có thể trên máy con có thể con tắt cái mic của người đó để nhiều Phật tử họ quên tắt mic đó. Thì con có thể tắt gì, con có thể phụ sư tắt cái đó. Vô gì, vô muốn thì gì? Vô sư vô an trần rồi cái nó có chữ mood, rồi mình không có bấm chữ mood mà mình vô cái chữ more rồi cái chữ đi bấm chữ more rồi cái nó có cái chữ là allow to record, sư click vô đó là con thâu được. Không thấy cái đó, vô rồi mà không thấy. Sư vô participant rồi an trần. Thấy rồi, nó có hiện ra ask to tap video make host, make co-host, rename it, put in watching room, waiting room, remote response. Nó có chữ record, allow to record. Không thấy chữ đó. Con không biết. Để con coi lại rồi có gì con nói xin. Con cảm ơn sư.